Hello anh em, tích cóp bao nhiêu năm rồi, hôm nay quyết định là gì? Sẽ nâng cấp con pet chuốt nhất của tôi cho anh em xem nhá. Hôm nay nâng cấp con gì? Con hỏa kỳ lân anh em nhá. Đây này anh em xem này, mỗi khi nâng cấp pet lên 1 sao là nó sẽ thay đổi ngoại hình, càng lên cao càng đẹp anh em ạ. Để tôi nâng cấp lên này. Nâng cấp lên full sao là con hỏa kỳ lân này nó rực cháy lửa luôn anh em ạ, nhìn ngầu đét luôn. Nên là anh em nhanh tay tải game Tìm Kiếm 3D về chơi cùng tôi nhá. Có hơn 100 con pet cho anh em lựa chọn. Và đặc biệt là gì? Vừa đánh nhau vừa làm thú cưỡi được luôn anh em nhá. Gầu chưa? Hỏa kỳ lân phun sao anh em ạ. Tìm Kiếm 3D, cực phẩm kiếm hiệp.